Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi các tin tức thế giới được phát sóng trên kênh YouTube báo điện tử VOV. Thưa quý vị, được biết căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên đang ngày một leo thang. Mới đây, máy bay trinh sát của Mỹ đã bay qua Hàn Quốc sau khi Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thiết bị tấn công hạt nhân dưới nước. Các trang theo dõi hoạt động hàng không cho biết, máy bay trinh sát RC-135W Revengeance của lực lượng không quân Mỹ đã được phát hiện trên bầu trời thành phố Incheon phía tây Seoul và tỉnh lân cận Gangwon, Gyeonggi, cũng như bờ biển phía đông và phía tây Hàn Quốc hôm 22 tháng 1. Máy bay trinh sát của Mỹ được điều động đến Hàn Quốc 3 ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm hệ thống vũ khí tấn công hạt nhân dưới nước HN-523 ở vùng biển phía đông. Bình Nhưỡng tuyên bố động thái này nhằm đáp trả cuộc tập trận hải quân chung mới nhất của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản vào tuần trước. Theo các nguồn tin, việc Mỹ triển khai máy bay trinh sát tiên tiến là một phần trong các hoạt động thu thập thông tin tình báo thường xuyên, nhưng việc tiết lộ các đường bay có thể nhằm gửi thông điệp gây sức ép tới Triều Tiên. Đây là chuyến bay thứ 3 của máy bay trinh sát Mỹ trong năm nay, sau hai chuyến bay trước đó vào ngày 4 tháng 1 và 17 tháng 1. Những động thái ăn miếng trả miếng đang diễn ra ngày càng dồn dập trên bán đảo Triều Tiên khi Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản vừa triển khai cuộc tập trận hải quân chung có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đúng một ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn. Theo Yonhap, cuộc tập trận chung diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 1 ở vùng biển phía đông nam ngoài khơi đảo Jeju, có sự tham gia của 9 tàu chiến từ Liên minh Mỹ-Nhật-Hàn. Trong đó, đáng chú ý là sự xuất hiện của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Mỹ, USS Carl Vinson. Về phần mình, Hàn Quốc đã điều động các tàu khu trục được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis, trong khi Nhật Bản triển khai các tàu khu trục lớp Congo của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản. Trong một thông báo, lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản cho biết, cuộc tập trận được thực hiện nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác giữa ba nước, nhằm ứng phó với các vấn đề an ninh trong khu vực và thể hiện cam kết của các quốc gia trong việc củng cố trật tự quốc tế cởi mở và tự do dựa trên luật lệ. Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc lại khẳng định, cuộc tập trận nhằm mục đích tăng cường khả năng răn đe và phản ứng của ba quốc gia trước mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Cuộc tập trận tập trung vào việc ứng phó với các mối đe dọa an ninh trên biển, bao gồm ngăn chặn vũ khí hủy diệt hàng loạt và tăng cường hợp tác ba bên trong việc thiết lập trật tự quốc tế. Cũng theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, cuộc tập trận ba bên lần này là cuộc tập trận hàng hải chung đầu tiên được tiến hành kể từ khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cùng nhau thiết lập kế hoạch huấn luyện kéo dài nhiều năm vào ngày 19 tháng 12 năm ngoái. Giới quan sát cho rằng đây là cuộc tập trận hải quân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và cũng là động thái mới nhất nhằm cụ thể hóa kế hoạch huấn luyện mà ba quốc gia đã ký, đồng thời là bước đi mới nhất nhằm tăng cường khả năng hợp tác của Liên minh. Cuộc tập trận diễn ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn IRBM như một phần của hoạt động thường xuyên nhằm phát triển các hệ thống vũ khí mạnh mẽ. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, tên lửa mang đầu đạn siêu thanh được phóng vào chiều ngày 14 tháng 1 nhằm kiểm tra khả năng kiểm soát và ổn định bay của đầu đạn, cũng như độ tin cậy của động cơ nhiên liệu rắn của tên lửa. Tuyên bố của KCNA nêu rõ, vụ thử nghiệm không gây ra bất kỳ tác động nào đến sự an toàn của các nước láng giềng của chúng tôi và không liên quan tới tình hình an ninh khu vực. Trên thực tế, tình hình trên bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây trở nên căng thẳng sau nhiều vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng, cũng như các vụ bắn đạn pháo từ cả Triều Tiên và Hàn Quốc trong khuôn khổ các cuộc tập trận bắn đạn thật. Phía Mỹ, Nhật, Hàn cho rằng việc mở rộng tập trận chung là nhằm đối phó với hoạt động thử nghiệm vũ khí ngày càng tăng cường của Triều Tiên, trong khi Triều Tiên luôn coi các cuộc tập trận chung giữa Washington, Tokyo và Seoul là động thái tập dượt cho âm mưu xâm lược Bình Nhưỡng, khiến nước này phải tăng cường khả năng phòng vệ. Nhận định về các động thái mới của Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Kun-sik hôm 16 tháng 1 đánh giá, Triều Tiên dường như đã đạt một số tiến bộ trong mục tiêu phát triển tên lửa siêu vượt âm. Ông Shin Kun-sik cho biết, tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng có đầu đạn hình nón, giống tên lửa siêu vượt âm mà Triều Tiên thử nghiệm hồi tháng 1 năm 2022. Theo ông Shin Kun-sik, sự khác biệt giữa hai loại tên lửa này là nhiên liệu. Theo đó, tên lửa được thử nghiệm trong vụ phóng năm 2022 sử dụng nhiên liệu lỏng, trong khi tên lửa lần này dùng nhiên liệu rắn vừa mới phát triển. Tên lửa nhiên liệu rắn được cho là khó bị phát hiện trước khi phóng hơn so với tên lửa nhiên liệu lỏng, vốn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trước lúc khai hỏa, trong đó có việc bơm nhiên liệu. Tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên năm 2021, vũ khí siêu vượt âm nằm trong danh sách vũ khí công nghệ cao mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố sẽ phát triển. Đáng chú ý, thời điểm cuộc tập trận giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra cũng trùng với thời điểm nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố hủy bỏ cam kết lâu dài về tiến trình hòa bình thống nhất với Hàn Quốc, đồng thời đề nghị sửa đổi lại hiến pháp của nước này
nhằm xác định lại mối quan hệ với Hàn Quốc. Tại kỳ họp thứ 10 của Hội đồng Nhân dân tối cao SPA, tức Quốc hội khóa 14 vừa diễn ra, Triều Tiên cũng quyết định đóng cửa các cơ quan phụ trách vấn đề liên Triều. Ông Kim Jong Un đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không công nhận đường biên giới trên biển thực tế giữa hai nước, tức đường giới hạn phía Bắc NLL. Giới quan sát đánh giá rằng bán đảo Triều Tiên vốn không ngừng nóng lên trong năm 2023, với liên tiếp các động thái ăn miếng trả miếng giữa Triều Tiên với Mỹ và Hàn Quốc lại tiếp tục tăng nhiệt trong những ngày đầu năm 2024. Trong một diễn biến có liên quan, Phó đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Joe Biden về Triều Tiên, Jun Park, hôm 18 tháng 1 đã có cuộc điện đàm với hai người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm tham vấn và phối hợp phản ứng liên quan trước các hành động của Triều Tiên. Song căng thẳng giữa các bên sẽ khó hạ nhiệt nếu như không thể tìm được tiếng nói chung hoặc sự đồng thuận thông qua đàm phán. Nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi sửa đổi hiến pháp để xác định Hàn Quốc là kẻ thù chính, đồng thời luật hóa quyết tâm chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc nếu xung đột xảy ra. Hãng tin KCNA dẫn lời ông Kim phát biểu tại kỳ họp Quốc hội Triều Tiên ngày 15 tháng 1. Theo quan điểm của tôi, chúng ta có thể nêu rõ trong hiến pháp vấn đề chiếm đóng, chinh phục và giành lại toàn bộ Hàn Quốc, đồng thời sáp nhập vào lãnh thổ đất nước chúng ta trong trường hợp chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên. Theo nhà lãnh đạo, hiến pháp Triều Tiên cần quy định về việc giáo dục người dân rằng Hàn Quốc là kẻ thù chính không thể thay đổi. Ông Kim cũng ra lệnh xóa bỏ những tàn dư của thời đại cũ, có thể được coi là biểu tượng của sự hòa giải liên Triều, phong tỏa triệt để mọi kênh liên lạc Bắc Nam dọc theo giới tuyến. Đề cập vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, ông Kim tái khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không tránh né chiến tranh, mặc dù không có ý định đơn phương bắt đầu một cuộc xung đột vũ trang trừ khi bị khiêu khích. Cũng theo KCNA, Triều Tiên đã quyết định giải thể các cơ quan phụ trách việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác liên Triều, bao gồm Ủy ban Thống nhất Hòa bình Tổ quốc, Cục Hợp tác Kinh tế Quốc gia và Ban Quản lý Du lịch Quốc tế Kumgansan. Căng thẳng liên tục gia tăng trên bán đảo Triều Tiên gần đây. Theo Yonhap, Seoul cho rằng Bình Nhưỡng đang tiến hành tâm lý chiến trước cuộc bầu cử tháng 4 ở Hàn Quốc. Mỹ đã lên tiếng bày tỏ thất vọng trước những tuyên bố từ Triều Tiên. Có ý kiến chuyên gia cho rằng việc Triều Tiên tuyên bố coi Hàn Quốc là kẻ thù thường trực, chứ không phải đối tác tiềm năng để hòa giải, có thể nhằm mục đích nâng cao độ tin cậy của học thuyết hạt nhân leo thang của ông Kim Jong Un, cho phép quân đội tấn công hạt nhân quân phủ đầu chống lại kẻ thù. Ngay cả khi thế giới đã không còn quá bất ngờ trước các vụ thử tên lửa của Triều Tiên, thì việc nhà lãnh đạo nước này kêu gọi xây dựng cơ sở pháp lý để xác định Hàn Quốc không phải là đối tác để hòa giải và thống nhất vẫn thực sự là một cú sốc rất lớn. Mặc dù vậy, nếu xem xét kỹ thì có thể thấy đây là đỉnh điểm không thể tránh khỏi sau nhiều năm gia tăng căng thẳng. Gần đây thế giới sẽ phải đặc biệt chú ý đến mọi diễn biến trên bán đảo Triều Tiên để theo dõi xem Bình Nhưỡng sẽ làm gì sau khi ông Kim đưa ra một trong những tuyên bố chính sách đối ngoại đáng chú ý nhất kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2011. Trong bài phát biểu trước Hội đồng Nhân dân tối cao Quốc hội Triều Tiên ngày 15 tháng 1, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết ông kết luận rằng việc thống nhất với Hàn Quốc là không còn khả thi nữa. Cáo buộc Seoul đang tìm cách khiến chế độ ở Bình Nhưỡng sụp đổ và thống nhất bằng cách sáp nhập. Ông Kim Jong Un cho rằng Triều Tiên nên sửa đổi hiến pháp để giáo dục người dân nước này xem Hàn Quốc là kẻ thù chính và kẻ thù không thay đổi, xác định Triều Tiên có lãnh thổ tách biệt với Hàn Quốc. KCNA dẫn lời ông Kim, chúng ta không muốn chiến tranh, nhưng chúng ta cũng không có ý định tránh nó. Ông Kim nói rằng Triều Tiên cũng nên lên kế hoạch chiếm đóng, chinh phục và giành lại hoàn toàn Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến, kêu gọi không xem người Hàn Quốc là đồng hương, cắt đứt mọi liên lạc liên Triều, đồng thời phá hủy tượng đài thống nhất ở Bình Nhưỡng. Giới quan sát đánh giá, đây là chỉ dấu rõ ràng nhất cho thấy mối quan hệ liên Triều đã sa sút đến mức nào kể từ sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều hồi tháng 2 năm 2019 không mang lại kết quả. Sự thù địch đã nhanh chóng được đẩy lên cao với việc Triều Tiên không ngừng mở rộng kho vũ khí và liên tục lặp đi lặp lại các tuyên bố đe dọa về chiến tranh hạt nhân chống lại Mỹ và Hàn Quốc. Cách tiếp cận mới của ông Kim đối với Hàn Quốc được đưa ra khi ông cố gắng thoát ra khỏi sự cô lập về ngoại giao và củng cố vị thế của Triều Tiên trong khu vực. Những nỗ lực gần đây của Triều Tiên nhằm tăng cường quan hệ với Nga và Trung Quốc cũng như tham gia một mặt trận thống nhất chống lại Mỹ trong cái mà ông Kim gọi là chiến tranh lạnh mới đã được nhấn mạnh trong chuyến thăm Nga vào tháng 9 năm 2023 và gặp gỡ với Tổng thống Vladimir Putin. Ankit Panda, một chuyên gia của Quỹ Kenish vì Hòa bình Quốc tế nhận định, Triều Tiên đã điều chỉnh lại cách tiếp cận với các vấn đề khu vực kể từ khi hội nghị thượng đỉnh với Mỹ đổ vỡ hồi năm 2019. Ông Hong Min, nhà phân tích tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc nêu quan điểm, Bình Nhưỡng không còn coi Seoul là bên trung gian hữu ích để đạt được những nhượng bộ từ Washington. Thay vào đó, Hàn Quốc hiện được coi là trở ngại cho những nỗ lực của Triều Tiên nhằm tạo ra sự hiện diện quyết đoán hơn cho các vấn đề toàn cầu.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể đang củng cố cách tiếp cận cũ của Triều Tiên là phớt lờ Hàn Quốc và cố gắng đàm phán trực tiếp với Mỹ. Theo ông Hong, lý luận cũ ở Bình Nhưỡng là Hàn Quốc không phải là bên trực tiếp tham gia hiệp định đình chiến trong chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953. Lệnh ngừng bắn đó đã được ký kết giữa Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc do Mỹ dẫn đầu, Triều Tiên và Trung Quốc. Ông Hong cho rằng việc tuyên bố Hàn Quốc là kẻ thù thường trực chứ không phải đối tác tiềm năng để hòa giải, cũng có thể nhằm mục đích nâng cao độ tin cậy của học thuyết hạt nhân leo thang của ông Kim, cho phép quân đội tiến hành các cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu chống lại kẻ thù nếu giới lãnh đạo bị đe dọa. Lim Un-chun, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông của Đại học Gyeongnam ở Seoul nói, Triều Tiên đang hướng tới việc phá hủy những gì mà họ cho là ảo tưởng với sự thống nhất. Đó là điều trái ngược với cách tiếp cận của chính ông Kim vào năm 2018, khi ông bắt đầu con đường ngoại giao với cựu tổng thống theo chủ nghĩa tự do của Hàn Quốc Moon Jae-in, và sau đó sử dụng Seoul làm cầu nối giao tiếp với tổng thống Mỹ khi ấy là Donald Trump. Một phần trong nỗ lực đầy tham vọng nhằm tận dụng vũ khí hạt nhân làm đòn bẩy để đạt được những lợi ích kinh tế cần thiết. Trong những tháng gần đây, mối quan hệ nồng ấm giữa Triều Tiên và Nga đã làm dấy lên lo ngại về hợp tác vũ khí. Trong đó, Triều Tiên bị cáo buộc đã cung cấp cho Nga đạn pháo và tên lửa để đổi lấy hỗ trợ kinh tế và quân sự. Cô Yu Wan là một học giả tại Đại học Đông Quốc của Seoul và là cựu chủ tịch Viện Thống nhất Quốc gia nói, Nga đang cần vũ khí của Triều Tiên và điều đó đã thúc đẩy ngành công nghiệp vũ khí của Triều Tiên một cách tự nhiên, tiếp thêm sức sống cho nền kinh tế của nước này. Đổi lại, Triều Tiên có thể nhận được hỗ trợ về năng lượng, thực phẩm và công nghệ. Giáo sư Park Won-gun tại Đại học Ewha ở Seoul cho rằng, trọng tâm dài hạn của ông Kim là buộc Washington chấp nhận ý tưởng, coi Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân và ông có thể có ý định làm gia tăng căng thẳng trong năm bầu cử ở Mỹ, nhằm tiến tới các cuộc đàm phán cuối cùng với bất kỳ ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Trong khi một số nhà phân tích chính trị bày tỏ lo ngại cách tiếp cận mới của nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể kích hoạt những rủi ro lớn hơn trên bán đảo Triều Tiên, thì số khác lại có cái nhìn khác đối với nguy cơ này. Chuyên gia Panda nhận định, không thể loại trừ nguy cơ xảy ra xung đột liên triều, nhưng Triều Tiên có thể chọn cách thử thách khả năng của Hàn Quốc dưới ngưỡng xung đột toàn diện. Những sự kiện chính trị quan trọng ở Hàn Quốc như bầu cử quốc hội vào tháng 4 năm 2024 và ở Mỹ, tức bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2024, có thể là lý do khiến ông Kim chọn cách tiếp cận như vậy. Đến đây, thời lượng của video cũng đã hết. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất xoay quanh tình hình căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.